Rồi, cái phần đầu tiên á, là phần văn bản. Thì cái văn bản trong Corel á, nó có hai dạng. Chúng ta dùng công cụ chữ E và văn bản nè. Khi mà kích một điểm thì mình gõ văn bản vào thôi. Ví dụ như là Corel draw ha. Và chúng ta càng gõ thì nó sẽ càng dài ra. Thì cái này gọi là văn bản nghệ thuật. Trong Corel nó gọi là acrylic test, là văn bản nghệ thuật. Thì càng gõ thì nó sẽ càng dài hoài thôi ha. Nó như là văn bản nghệ thuật là như vậy. Và đặc trưng của nó là khi gõ cái này xong á, chúng ta vẫn có thể đổi màu được đó, và đồng thời có thể co giãn được. Ví dụ mình kiện giãn thì nó sẽ dài ra, cao thì nó sẽ cao lên đó. Còn nếu dùng công cụ sắp tool, mình nắm cái này nè, mình kéo giãn ra thì các ký tự nó giãn ra đó, nó trực quan đó. Đó. Rồi ngoài đây thì mình ở đây nó có những cái nốt, chúng ta nhắm cái nốt này nè, chúng ta có thể hạ xuống đó. Hoàn toàn có thể thay đổi được vị trí của nó rất là dễ. Ví dụ vậy ha, là thay đổi được hết. Và thứ hai là parap test, thì test này chúng ta quét một cái vùng, chúng ta sẽ gõ cái nội dung vô ha, chỉ như gõ vô như nội dung vô vô cũng được đó. Thì nếu mà cái này hay thì chúng ta có thể dùng một cái lorem ipsum. Cái văn bản cái ngôn ngữ giả trong thiết kế đó, chúng ta copy cái đoạn test này vô cho nó nhanh nè, khỏi phải ngồi gõ đó. Đó, thì cái test này chúng ta sẽ vô đây dán văn bản vô đó. Thì cái này người ta gọi là văn bản theo khung. Thì đặc trưng của nó là chúng ta cứ co giãn cái này đi chăng nữa thì cái test nó cũng nằm trong khoảng này thôi à, nó không có thay đổi được cái sai chữ, không không thể đổi được. Muốn đổi sai thì phải sơn đen nó, là mình chọn phông chữ ở trên này đổi phông chữ như này vân vân. Thì nó đặc trưng nó như vậy đó, là nó theo cái khung bao đó. Thì đây là hai cái dạng văn bản trong Corel đó. Rồi ví dụ bây giờ cái làm cái logo Adidas này như là bên AI rồi đúng không? Và cái này á, cái phong của nó đó, cái phong của nó là không này, thì có để cái phong của nó luôn, là phong Adidas nó có sẵn này, phong Adidas chúng ta cài vô. Hay, chọn hết mấy cái phong này là chuột phải install vô. Tên của nó là TEX Test Test Grid Vector, cài vô nha. Ở cái này vẽ hình, vẽ nhanh hình này thôi, chấm số 1 tới đây, số 2 nhấn shift thẳng hàng nha tới đây và vẽ cong ra. À, sau đó nhấn alt chấm vào đây một cái cho thu hồi tiếp tuyến, rồi lên đây vẽ một cái đó là xong. À, bên này mình vẽ lại nó còn nhanh hơn là mình copy ra mình sửa nữa, cho nên ngồi vẽ luôn. Rồi nhấn alt chấm vào đây một cái cho thu hồi tiếp tuyến, lên đây vẽ tiếp. À, rồi pen rồi nhấn an chấm ở đây một cái, lên này vẽ tiếp. Rồi sau khi vẽ xong đó, chúng ta vẽ hình chữ nhật màu trắng một ở đây ha, và không màu ha, viền màu trắng. Tạm thời cho màu xanh này đi, cho màu xanh này để mình thấy hình dáng của nó thôi. Copy xuống, nhấn chuột phải hay chuột trái, copy xuống, nhấn chuột phải hay chuột trái. Chữ A ha, nhấn một điểm Adidas. Rồi, đổi màu gì đó vô. Rồi, và phông chữ nè. Đây gõ chữ là TEX. Đó, test script enter nè, enter là nó cái phong nó sẽ gắn vào đây. Dĩ nhiên là mình phải cài trước đã, xong rồi động lên là nó chính nó luôn á. Nói chung là cái phong này là rất tuyệt vời, có sẵn rồi. Nhưng thật ra ban đầu tiên là không có đâu, ban đầu tiên không có đâu, là do cái người dùng trên thế giới họ mới tìm cách họ chế ra cái phong này, chứ ban đầu thiết kế mà có phong sẵn như vậy thì không không thể nào mà nó nổi tiếng được.
một cái phòng mà nổi tiếng là nó không không có, ví dụ như phòng Coca-Cola nhỉ, ngồi sao nó nhảy, ví dụ như cái phòng như Coca-Cola vậy nó không có đâu, mà giờ người ta chế, tức là muốn tạo ra người ta vẽ vẽ xong rồi người ta mới tung ra thị trường ha, thì nó mới có đó, xong đó người ta mới chế lại cái phong đó thì mình mới xài được, chứ thôi tự nhiên mình có sẵn phong đó thì mình ướm vô mình làm được một cái logo cái sẵn phong như vậy thì không có. Không có phong đó. Rồi cái này ba cái này cho màu xanh ha, không viền. Rồi cái này mình sẽ cho nó màu trắng không viền ha, chia lại cái này cho màu xanh đó. Ok rồi, trả phát lại rút lại nhóm ha, thì đây là logo Adidas ha. Ok rồi, làm cho mình cái phần văn bản với cái logo này đi. Rồi thầy trả máy nè.